Đảo Bầu là một địa danh nằm cách trung tâm thành phố xấp xỉ 10 km trên địa bàn hai xã Mỹ Đức và Thái Sơn thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Nơi đây trước kia là một vùng đồng chua nước mặn, một nhánh phụ dày đặc bèo tây của sông Đa Độ. Sau hơn 10 năm cải tạo, ngày nay chúng ta có khu du lịch sinh thái nông nghiệp Đảo Bầu với diện tích gần 80 hectare, được quy hoạch bài bản và hiện đại. Bước chân vào đến Đảo Bầu, du khách sẽ bỏ lại sau lưng sự ồn ào náo nhiệt của đô thị. Thay vào đó là bầu không khí trong trẻo, mát lành của những mái nhà sàn, vườn cây, ao cá và đặc biệt hơn cả là khúc sông uốn mình quanh đảo, tạo nên hình dáng tròn trịa độc đáo, gần giống quả bầu nậm, nguồn gốc của cái tên Đảo Bầu. Một trong những hoạt động hấp dẫn nhất tại Đảo Bầu đó chính là cho chim ăn ở đây. Giống như quý vị đã thấy, một khung cảnh rất là đặc biệt đúng không ạ? Ở đây có hàng chục con chim đang bay xung quanh như thế này. Vâng ạ, chú ơi, không biết là ở đây thì chú đã nuôi chim từ bao giờ và sao từ đâu mà chú lại có một cái lượng chim lớn như này ạ? Chim này nó thể hiện là con chim hòa bình. Dạ. Thế và nó sống rất hạnh phúc, một mặc dù như thế này nhưng mà không bao giờ nó lẫn lộn được vì là đôi nào vào đôi đấy. Nói chung nó con cái nó rất là tốt. Chú có một cái sức hút rất là đặc biệt với đàn chim đúng không ạ? Như là có nghĩa là với đàn chim này chú như một người bạn rất là thân thuộc khi mà hàng ngày vẫn là cho chúng ăn này cũng như là có những hoạt động xung quanh như thế này. Mình ra mà nó ra nó quý, nó bám lên mình như thế này ạ. Nhiều lúc mình đi xe nó đậu cả lên trên xe. Các cháu có thể thử được không ạ? Mình sẽ để tay để cho chim đậu vào đúng không ạ? Vâng thưa quý vị, một trải nghiệm rất đặc biệt ạ. Đây, trên tay tôi đang có một chú chim bồ câu ở đây ạ. Không biết là khi mà đến với Đảo Bầu ấy, thì du khách khi mà trải nghiệm những cái hoạt động mà cho chim ăn này thì sẽ cảm thấy như thế nào? Cái móng chân nó vào tay mình thì hơi đau đau. Vâng. Nhưng mà có thể là đau một tí chịu được để về rất thế hiệu với hạt một thôi. Đó là cảm giác rất là thú vị khi mà cảm giác như là người ta bảo đất lành chim đậu thì có khi là mình cũng là một người rất đặc biệt khi mà chim mới đậu vào đúng không ạ? Đây quý vị, đây
có một chú chim rất là đáng yêu ở trên tay tôi như thế này. Thế ở đây chú sẽ nuôi khoảng bao nhiêu con chim bồ câu như thế này ạ? Tất cả nó phải cả con chuồng con ngoài nó phải gần 2.000 con. Và cháu thấy là không chỉ có chim bồ câu đâu mà ở trong này còn là ngan này, ngỗng này, rồi là cả chim công nữa đúng không ạ? Có chim công này, chim cu gáy này, gà nôi này, nói chung là cũng gà tre này, gà rừng này, đấy thì cũng nuôi nhiều loại con để cho các cháu nó xem và nó biết những con chim nào là con chim mình nuôi được và những con chim nào là chim mình nuôi trên thiên nhiên mới nuôi được chẳng hạn như thế, như là một cái bảo tàng nhỏ nhỏ để giữ lại của những con chim này. Đông người quá nó. Quý vị thân mến, khi đến với khu du lịch Đảo Bầu thì có một hoạt động mà quý vị không thể bỏ qua, đó là bước lên du thuyền và làm một chuyến hành trình trên sông nước để có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của khu du lịch sinh thái này. Nhưng mà có một điều bắt buộc phải nhớ, khi lên tàu chúng ta phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người bạn đi cùng, phải không mến? Mặc nào. Những chiếc áo phao này trông thế thôi nhưng mà mặc cũng rất là thoải mái. Và hơn nữa là lại còn giữ an toàn cho những du khách khi có chuyến hành trình sông nước nữa. Theo tôi là nên mặc và phải tuân thủ đúng không? Cài vào này, lên tàu nào. Ngày xưa thì anh được nghe rằng là đây là một vùng cũng bị nhiễm mặn chua phèn từ rất lâu rồi. Phải trải qua bao nhiêu năm cải tạo đến được như thế này hả mẹ? Vâng, trải qua rất là nhiều năm đấy anh. Trước đây thì đây là một khu vực cánh đồng hoang thôi. Đất ở đây thì rất là chua và người dân ở quanh đây thì họ không thể canh tác được. Họ không trồng lúa, không trồng trọt được. Là bỏ hoang đấy. Đúng rồi, bỏ hoang. Và trước đây thì khu vực mặt sông này thì đây là một cái nhánh sông phụ. Nên là bèo đây nó tồn đọng ở đây rất là nhiều. Và đã phải mất một tháng trời ngày đêm để có thể vớt bèo Tây ạ. Bởi vì anh biết là vớt bèo Tây ở trong khu vực này ấy, buổi tối nay vớt mà ban ngày nghỉ hay là ban ngày vớt mà tối nghỉ thì là bèo Tây nó sẽ nở ra. Nên là sẽ phải vớt ngày vớt đêm ạ. Vớt 24/24 luôn ạ. Tham gia chuyến đi vòng quanh đảo bằng du thuyền, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh sơn thủy hữu tình của vùng nông thôn phía tây nam thành phố Cảng. Đặc biệt nhất có lẽ là khu rừng tre Bát Độ. Nơi đây hàng vạn chú cò trắng, chú ngủ và sinh sản. Đặc biệt nhất
có lẽ là khu rừng tre Bát Độ. Nơi đây hàng vạn chú cò trắng trú ngụ và sinh sản. Có được cảnh tượng này là vì ở đây hoạt động chăn nuôi trồng trọt không dùng đến hóa chất, cùng lượng thức ăn dồi dào từ nguồn tôm cá được thả nuôi canh tác trong đáy sông. Anh thấy rằng cò thì ngày xưa ở đây có rất là ít, nhưng bây giờ thì đàn cò khắp nơi kéo về rất là đông. Có lý do nào không? Có rất là nhiều lý do để cò nó bay về đảo Bầu ạ. Thiên nhiên ưu đãi cho đảo Bầu được một cái đàn cò tự nhiên. Thì bởi vì đảo Bầu là một khu vực cách xa với khu dân cư, là một khu vực yên tĩnh. Thứ hai đó chính là nguồn thức ăn ở đảo Bầu thì rất là dồi dào. Ở khu vực sông thì rất là nhiều tôm tép. Khu vực những cánh đồng ở phía bên ngoài thì cũng rất là nhiều tôm cá để cho cò chúng có thể đi kiếm ăn. Một điều đặc biệt nữa mà đây em nghĩ cũng là một lý do, bởi vì khi mà hoạt động du lịch phát triển ở đây thì những đàn cò và đàn chim ở đây đã được bảo tồn. Và những khu vực ở quanh khu vực đảo Bầu thì đều được giữ vệ sinh rất là sạch sẽ. Như anh có thể thấy là khu vực dưới những dòng sông rất là sạch. Hoạt động du lịch đã được 5-6 năm nay rồi, nhưng mà dưới khu vực lòng sông thì không có một cái rác nào.